chào mọi người. Em tên là Hồ Phạm Thiên Ân, năm nay em 12 tuổi. Em sinh hoạt hè tại khu phố 1, phường 17. Em tham gia hội thi trực tuyến giới thiệu cuốn sách tôi yêu. Em giới thiệu cuốn sách Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách này tên là Hạ Đỏ, còn có biệt danh là Lặng Lẽ Một Tình Yêu Đơn Phương. Đây là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và là quyển sách đầu tiên của ông mà em được đọc. Cũng như những chú ông chăm chỉ đi tìm mật ngọt, thì Nguyễn Nhật Ánh cũng đi tìm mật ngọt tại những câu chuyện tuổi thơ. Tuổi thơ đó là quê ngoại của Nhạn và Dế, là những buổi trưa đi bắn chim, hái xoài, hay còn là những trận đánh sáp lá cà cực kỳ khốc liệt. Những câu chuyện hết sức bình dị nhưng dưới ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh thì lại trở nên tươi đẹp và trong ngần. Và cũng trong câu chuyện ấy, mối tình đầu của Chương thật da diết và sâu lắng. Út Thêm và Chương gặp nhau trong hoàn cảnh éo le, khi Út Thêm đưa Dư đến nhà Nhạn và Dế để băng bó vết thương vì bị Chương bắn đá trúng đầu, thì anh chàng của chúng ta đã lập tức say nắng cô bạn nhỏ cùng quê này. Cậu học trò lớp 10 này đã biết giả vờ ngồi câu cá để ngắm Út Thêm đi ngang hay viết thư tỏ tình, nhưng không ngờ rằng Út Thêm lại không biết đọc chữ nên tưởng đó là giấy gói rau và vứt đi. Chương còn cố gắng xóa bỏ mọi hiềm khích đối với Dư để mong một ngày được cưới Út Thêm về làm vợ. Sau đó anh còn dạy học cho Út Thêm và Dư miễn phí mỗi tuần chỉ để muốn được gặp mặt Út Thêm thường xuyên hơn. Thế nhưng cuộc đời không như là mơ, tình yêu không dễ dàng, ban tặng như quả ngọt như anh tưởng. Trong lúc đang ngồi tại nhà thì anh nghe được tin Út Thêm lấy chồng. Nhưng chồng của Út Thêm lại là anh Thoảng, người anh rất thân thiết với anh và đã từng dạy anh biết võ. Khi biết tin, con tim của Chương như tan vỡ. Anh trông ngóng ngày rời làng. Trước khi đi, anh gặp Thơm, cô bạn mà anh đã từng chơi mượn chuyện và ba hoa về cuộc sống trên thành phố, nói rằng muốn theo anh lên thành phố, nhưng anh không chấp nhận. Khi lên xe, Dư liền chạy tới đưa cho anh một bức thư và nói rằng là của chị Út Thêm đưa cho anh, trong đó có dòng chữ vịt ngoài: cảm ơn anh rất nhiều, và bó cỏ trên tay, lòng rưng rưng xao xuyến. Hạ Đỏ còn mang lại cho em một bài học là phải biết giúp đỡ mọi người một cách chân thành, không tính toán, như anh Thoảng giúp Chương biết võ và cũng như Chương giúp Út Thêm và Dư biết đọc chữ. Qua hai nhân vật Nhạn và Dế cũng cho thấy chúng ta nên lạc quan yêu đời hơn như những đứa trẻ như vậy. Em rất hạnh phúc khi được đọc những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh vì em thấy được tuổi thơ của mình trong đó. Hay kể nhau, cũng trách nhau và cũng ăn vụng như các bạn nhỏ trong chuyện. Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh bao giờ cũng hay và thu hút người xem, và Hạ Đỏ cũng là minh chứng cho điều ấy. Đến độ em nói có thể ngân nga một câu mà em cảm tác khi đọc quyển sách này: sẽ có ngày em vu vơ tự hỏi rằng nàng thơ của em ở đâu. Hạ Đỏ, Nguyễn Nhật Ánh, Lặng Lẽ Một Tình Yêu Đơn Phương. Dự thi của em đến đây là kết thúc. Kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng kính chào.